Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của kênh Tin Nóng 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện đáng chú ý nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngăn thói hành xử vô pháp trên đường. Thưa quý vị, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hai tài xế taxi dù để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Hai lái xe bị tạm giữ là Trần Văn Tuấn, sinh năm 1987 và Hoàng Ánh Cương, sinh năm 1982, đều trú ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Trước đó, hai người này cùng với một tài xế khác đã điều khiển ô tô, tất cả ba xe chèn ép, tạt đầu một chiếc taxi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 18, đoạn qua đường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Hành vi này được cho là xuất phát từ việc chiếc taxi trên đã dám đón khách tại khu du lịch Tuần Châu. Nội dung clip ghi lại vụ việc cho thấy ba xe ô tô của các đối tượng dàn hàng ngang rồi dừng hẳn để chặn đầu xe taxi đang chở khách. Sau đó, ba xe này tiếp tục di chuyển chậm, liên tục đổi làn đường để ngăn không cho taxi chở khách đi. Cách đây hơn một tháng, cũng với hành vi dàn hàng ngang những chiếc siêu xe ở giữa đường để chụp ảnh, nhiều đối tượng ở Hải Dương đã bị bắt với hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong ngày 4 tháng 7, đội cảnh sát giao thông số 6, Cục Cảnh sát giao thông đã triệu tập tài xế điều khiển xe container có hành vi vật ẩu, chèn ép ô tô con trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành. Clip ghi lại vụ việc cho thấy tài xế này trong khi lưu thông đã bất ngờ tăng tốc, vượt lên và ép một xe ô tô con vào phía trước một xe tải đang chạy ở làn ngoài cùng bên trái. Vụ việc khiến cho dư luận rất bất bình, việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng là một sự may mắn. Những vụ việc trên là điển hình cho lối hành xử vô pháp của không ít tài xế khi tham gia giao thông. Bất luận vì lý do gì, việc chèn ép dàn xe hàng ngang trên đường như vậy tiềm ẩn hậu quả khôn lường, không chỉ gây nguy cơ tai nạn rất cao, còn khiến lợi ích của cộng đồng bị xâm phạm khi giao thông bị cản trở và ách tắc. Khi hành xử vô pháp như vậy, rất có thể họ chưa nghĩ đến hậu quả, nhưng chắc chắn khi đối diện với vòng lao lý, họ sẽ phải ân hận và khi đó thì đã muộn mất rồi. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, không cá nhân nào có quyền hành xử kiểu đứng trên pháp luật. Mọi hành vi, coi thường hay bất chấp, kể cả thiếu hiểu biết pháp luật, đều sẽ phải trả giá. Không ai có thể chấp nhận việc một cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, vi phạm pháp luật chỉ vì bức xúc cá nhân hay bất kỳ lý do gì. Bởi vậy, những hành vi ảnh hưởng đến lợi ích, đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng cần phải được xử lý thích đáng. Chỉ có như vậy mới nâng cao được nhận thức, tạo ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nói chung với trật tự an toàn giao thông nói riêng. Và chỉ khi ngăn được thói hành xử côn đồ vô pháp trên đường, tai nạn giao thông mới có thể được hạn chế và giảm thiểu. Bộ Tài chính giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở tăng từ 1 triệu 800.000 đồng lên 2 triệu 340.000 đồng. Do đó, để hạn chế giá cả hàng hóa tăng theo, Bộ Tài chính cho biết cần giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường. Các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá để tham mưu chính sách, kịch bản, điều hành giá phù hợp, linh hoạt, kịp thời, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất các bộ ngành địa phương chủ động chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng nhà nước định giá, đánh giá kỹ tác động để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức độ điều chỉnh phù hợp với diễn biến và mặt bằng giá thị trường. Ngoài ra, chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp, sử dụng linh hoạt hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá. Cập nhật sát tình hình cung cầu trong nước để có chỉ đạo dự phòng tại địa phương, đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, tránh tình trạng thiếu hàng và găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Theo dõi sát các phương án lộ trình giá do các bộ xây dựng và đề xuất. Bộ Tài chính cũng cho biết đối với các mặt hàng nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường như điện, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục sẽ tiếp tục theo dõi sát các phương án lộ trình giá do các bộ xây dựng đề xuất để cập nhật kịch bản lạm phát làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý, điều hành giá, đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân năm 2024 theo mục tiêu Quốc hội đề ra từ 4 đến 4,5%. Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để điều hành giá xăng dầu theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và phối hợp tham gia ý kiến góp ý để hoàn thiện cơ chế quản lý giá xăng dầu, đồng thời tăng cường triển khai hiệu quả, giám sát, thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh phải chú trọng thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng, hạn chế những thông tin thất thiệt, gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.
chỉ được miễn trách nhiệm hành chính, cán bộ chưa chắc đã dám làm. Thưa quý vị, Đà Nẵng được Quốc hội cho phép thử nghiệm có kiểm soát những chương trình, dự án, các hoạt động mà chưa có quy định pháp luật. Khi thử nghiệm, cá nhân thử nghiệm, người giám sát thử nghiệm được miễn trừ trách nhiệm nếu như để xảy ra hậu quả. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã cho biết, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua có hai nội dung lớn, cho phép Đà Nẵng tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cho thí điểm 30 cơ chế chính sách đặc thù trong vòng 5 năm. Đặc biệt, Quốc hội cho phép Đà Nẵng thử nghiệm có kiểm soát, có thời hạn đối với những chương trình, dự án, các hoạt động, các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong khu công nghệ cao mà chưa có quy định pháp luật. Đây chính là chìa khóa quan trọng giúp Đà Nẵng tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển. Nghị quyết cũng quy định các tổ chức doanh nghiệp cá nhân thử nghiệm sẽ được miễn trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra rủi ro. Nhưng trong trường hợp gây ra thiệt hại về kinh tế thì tổ chức doanh nghiệp cá nhân thử nghiệm phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc miễn trừ trách nhiệm khi thử nghiệm các dự án, chương trình sẽ tạo điều kiện cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, từ đó sẽ có sáng tạo, đổi mới và đột phá trong phát triển. Tuy vậy, nếu gây thiệt hại kinh tế mà phải bồi thường thì chưa chắc có người đã dám làm. Bởi những chương trình, dự án chưa có quy định pháp luật thì hiển nhiên là không đúng pháp luật, làm thử nghiệm, thí điểm là thực hiện việc chưa tiền lệ nên không chắc 100% sẽ làm đúng và thành công. Cơ hội đôi khi chỉ là 5 trên 5. Mỗi dự án hoạt động kinh tế thường có giá trị nhiều tỷ đồng, thậm chí là hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Nếu như cán bộ thực hiện bất thành gây thiệt hại, trong khi lương chỉ tính bằng triệu thì tiền đâu để bồi thường. Không bồi thường được, liệu có được miễn trách nhiệm hình sự? Vì vậy, khi Trung ương cho cơ chế đặc thù, trao chìa khóa cho Đà Nẵng tháo gỡ những vướng mắc, thành phố này cần vận dụng chính sách một cách rộng thoáng hơn nữa để khuyến khích cán bộ dám làm. Cán bộ thực sự trí công vô tư khi thử nghiệm thành công sẽ là bài học mô hình nhân rộng, nhưng lỡ thất bại cũng nên xem là bài học thực tiễn, rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Nếu làm vì động cơ tốt, vì cái chung, vì sự phát triển cho địa phương, cộng đồng, người dân mà thất bại, làm sai thì cần được xem xét miễn trừ trách nhiệm kỷ luật, hành chính, dân sự, lẫn trách nhiệm kinh tế. Từ trường hợp lợi dụng thí điểm để trục lợi vì động cơ cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, nhận hối lộ, hoặc tập thể lãnh đạo, người đứng đầu phải cam kết bảo lãnh, như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên từng tuyên bố tại hội nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức vào năm 2024. Ai làm sai do yếu tố khách quan, không vụ lợi, lãnh đạo thành phố sẽ đứng ra chịu trách nhiệm phụ, còn nếu vì động cơ cá nhân, tham nhũng, hối lộ thì phải bị xử lý cá nhân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.